Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh trân trọng gửi tới quý vị một dự án rất là mới thuộc Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội mọi người nha. Với dự án này thì 3 căn đã bán 2, chỉ còn 1 căn. Cái ưu điểm lớn nhất của cái căn nhà này đó là đường to, ô tô có thể đi qua được mọi người nha. Đây mọi người có thể nhìn thực tế ở đây có một chiếc ô tô. Và ngõ đây, ngõ trước nhà thì nó rơi khoảng tầm 3,5 m mọi người ạ. Đó. Đó. Nhưng mà anh review rất là chi tiết thực tế. Với cái vị trí bên Đông La Hoài Đức này thì nó cũng xem như là cái vị trí ở bên Yên Nghĩa Hà Đông các bác nha. Từ vị trí này đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, nó khoảng tầm 3 cây. Nó cách với khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 1,5 cây, cách với lại Yêu Môn Hà Đông khoảng tầm 5 cây. Đi lại nói chung là giao thông thuận tiện, giá chào bán thì cũng rất hợp lý với một cái ngõ rộng như thế này. Giá chào bán 1,8 tỷ đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Căn nhà này hướng nhà Đông Bắc, thiết kế 3 tầng. Thiết kế như thế nào? Mọi người theo em vào vị trí ngôi nhà. Đây là căn nhà với cái diện tích sử dụng, tính tổng 3 tầng thì nó là 96 m² diện tích sử dụng. Đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay các bác nha. Đó, đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Đã được hoàn thiện, chủ đầu tư hoàn thiện rất là chỉn chu. Màu gạch cũng rất là đẹp các bác ơi. Đây. Với cái màu gạch vân đá rất là hợp lý. Phần phòng khách được chủ đầu tư thiết kế toàn bộ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, đồng thời có một cái ống chờ để lắp quạt trần mọi người nha. Cửa nhà thì thiết kế cũng rất là chắc chắn, hai lớp cửa bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây quý vị có thể nhìn thực tế nha. Nói chung mà Ngọc Ánh review thì rất là chi tiết quý vị ạ. Hôm nay thì thời tiết phải nói rất là lạnh, chỉ 11 độ C thôi nhưng mà em vẫn là muốn có áp nhà thường xuyên lên cho quý vị sau một cái kỳ nghỉ Tết rất là lâu. Và với thiết kế của cái ngôi nhà này thì đứng từ phía trong phòng bếp mà đi ra tới nhìn phòng khách rất là rộng đúng không ạ? Căn nhà này cầu thang để ở giữa cho nên thiết kế cũng như là bố trí rất hài hòa cái công năng. Đây là phía phòng bếp của ngôi nhà, như quý vị nhìn thực tế đây, phòng bếp ở đây là có một cái ô thoáng để lấy ánh sáng vào trong không gian bếp. Và đây toàn bộ là hệ thống cái căn bếp của ngôi nhà, rất là đẹp, với cái tầm tiền cũng vô cùng hợp lý các bác nha. Thiết kế tủ bếp toàn bộ là tủ gỗ ăn cường với hai cái tông màu, màu trắng và màu nâu, rất là hài hòa. Đây, phía mặt bếp thì ốp đá granite và toàn bộ hệ thống phụ kiện bếp đi kèm đều lắp đặt đầy đủ hết rồi. Vòi chậu này, rồi là chậu rửa này, toàn bộ là chất liệu inox 304 với hai cái màu cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đây, Ngọc Ánh mặc màu vàng nên nổi bật giữa đám đông luôn các bác ạ. Thiết kế của ngôi nhà hợp lý. Ngoài ra phần tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một phòng vệ sinh. Đây ạ, phòng vệ sinh nhỏ nhắn xinh xắn thôi nhưng mà đáp ứng đầy đủ cái tiêu chí sử dụng của một hộ gia đình, tầng nào cũng phục vụ được. Đó, đầy đủ về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp ạ. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang ở đây như quý vị nhìn thấy ở trên video thì là được thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Và ở dưới tay vịn cầu thang ở đây là cái lan can sắt mỹ thuật. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết cụ thể về cái tầng 1 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2 nhá. Và tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau. Với cầu thang ở giữa thì chủ đầu tư thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Mời người theo em vào căn phòng ngủ thứ nhất của ngôi nhà. Đây, căn phòng ngủ đầu tiên có ban công mở được ra bên ngoài nha mọi người. Đó, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Với cái căn nhà này thì ngõ nó cũng không phải là ngõ thông, tuy nhiên chỉ được một cái ưu điểm duy nhất đó là ngõ rộng. Đó, phòng ngủ, cửa sổ, cửa thông thoáng, ngập tràn ánh sáng. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng là cửa nhôm hệ các bác nha. Đó, rất là chắc chắn. Về mặt thẩm mỹ thì nó không thể nào bằng tủ, bằng cái cửa gỗ được. Nhưng mà về độ chắc chắn và độ bền thì cũng tương đương đấy ạ. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì toàn bộ chủ đầu tư lát gạch kích thước là kích thước 60-60 vân đá màu trắng. Toàn bộ cái màu tông sử dụng chính của ngôi nhà cũng là tông màu trắng, cho nên căn nhà với diện tích nhỏ thôi
Với cái nhà này, diện tích thì nhỏ thôi nhưng mà đáp ứng đầy đủ cái công năng cho quý vị sử dụng. Và thật ra thì vào cái căn phòng cảm thấy nó cũng không quá nhỏ đâu các bác ạ. Đây có một phòng vệ sinh. Đây ạ. Phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Đầy đủ hệ thống bồn cầu này, sen cây tắm nóng lạnh này. Đó. Kệ góc này, vắt khăn này, quạt hút mùi, đầy đủ ở trên này nó đều có một cái ống chờ bình nóng lạnh rồi nha các bác. Và còn một cái phòng ngủ nữa ở phía bên trong. Một tầng chia hai phòng, rất là hợp lý. Phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng, đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa các bác nha. Thực ra thì hôm trước cũng có quý khách hàng gọi điện cho em và hỏi là Ngọc Ánh có căn nào ở khu vực ở Hoài Đức hay không. Thì đây là cái câu trả lời cho quý vị đang theo dõi kênh và thường xuyên theo dõi kênh của em. Sắp tới em sẽ cố gắng update nhiều hơn nữa những cái vị trí bất động sản lên để quý vị có thể có nhiều sự lựa chọn nhá. Cửa thông phòng đây. Và phần còn lại tầng 3 của ngôi nhà, mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Và quý vị ơi, ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ nữa. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, chủ đầu tư thiết kế gồm 3 phòng ngủ riêng biệt mọi người ạ. Và phòng ngủ nào cũng ngập tràn ánh sáng, đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa để có thể lắp điều hòa về sau này. Trên phía tầng 3 cũng vậy, chủ đầu tư lấy tông màu chủ đạo là màu sơn màu trắng và ở dưới là gạch lát nền màu trắng. Cửa thông phòng như Ánh vừa chia sẻ về dưới tầng 2 thì toàn bộ cửa thông phòng ở đây thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha. Tiếp theo, ở phía tầng 3 đây. Còn có một phòng vệ sinh nữa. Đó. Và phần cuối cùng của ngôi nhà, một căn phòng chủ đầu tư chia một cái vách ngăn ở đây là phòng thờ mọi người nha. Với cái diện tích nhỏ nhắn xinh xắn thì chủ đầu tư cố gắng thiết kế tối ưu cái công năng sử dụng quý vị ạ. Và ở đây là cái khu vực sân phơi để máy giặt ở đây mọi người nha. Đây là cái ổ cắm và ở dưới đây là để cái máy giặt. Đây cửa thông thoáng mở ra đây. Các bác ở đây thì có thể thiết kế một cái dàn phơi thông minh ở đây cũng được. Đa phần bây giờ nhà nào thiết kế máy giặt đều có sấy cả rồi, cho nên là quần áo phơi rất là nhanh. Đó, Ngọc Ánh xin nhắc lại và chia sẻ với quý vị về cái căn nhà này trực thuộc ở Đông La, Hoài Đức, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Giá chào bán 1 tỷ 8, diện tích 32m², hướng nhà Đông Bắc. Cái nhà này nó nằm ở trên cái ngõ không thông mọi người nha, và ô tô thì vẫn có thể lùi vào được. Và mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, chia sẻ cho nhiều người biết và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.